Sau một thời gian theo dõi và mật phục, rạng sáng ngày 4 tháng 8, lực lượng công an thành phố Đà Lạt phối hợp với công an phường 5 cùng tổ bảo vệ dân phố Vạn Thành đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng cắt trộm hoa li li với số lượng lớn tại khu vực sân bay Cam Ly. Đây là kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được người dân và ngành chức năng phối hợp triển khai nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 8, tổ bảo vệ dân phố Vạn Thành nhận được tin báo của người dân khu vực sân bay Cam Ly, phát hiện có hai người đột nhập vào vườn hoa li li của gia đình ông Nguyễn Hoàng Vĩ, số 81A1 Vạn Thành, cắt trộm hoa. Công an phường 5 cùng tổ bảo vệ dân phố đã tổ chức vây bắt Nguyễn Đăng Phú, 22 tuổi, ngụ 39 Hoàng Văn Thụ, phường 5 Đà Lạt, và Phạm Đình Mạnh, 30 tuổi, quê Hưng Yên, tạm trú tại 50A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 8 Đà Lạt. Tang vật thu được tại hiện trường gần 600 cành hoa li li, trị giá gần 10 triệu đồng, cùng một xe máy biển kiểm soát 49B32786 là phương tiện đối tượng vận chuyển hoa cắt trộm, cùng 4 điện thoại di động, một con dao cắt bông và dụng cụ kìm cắt phá hàng rào. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc đến khu vực sân bay Cam Ly để đột nhập cắt trộm hoa. Khi đang cắt hoa và mới vác được 280 cành hoa ra đình Cam Ly, nơi giấu xe máy để chở đi bán thì bị bắt quả tang. Trước đó vào đêm 2 tháng 8, bọn chúng cũng đã đột nhập vào vườn hoa gia đình anh Nguyễn Quang Tuất, số 70 Vạn Thành, cắt trộm khoảng 600 cành hoa li li, bán được 475 cành với giá 1,8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Theo công an thành phố Đà Lạt, đối tượng Phạm Đình Mạnh đã có tiền án hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, bị kết án 4 năm tù và mới ra tù hơn 1 năm. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra và tiến hành truy tố hai đối tượng này.